trên thế giới thì báo cáo sáng nay của Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết đã có thêm 4 ca lây nhiễm mới được ghi nhận ở nước này. Toàn bộ các ca mây lây nhiễm mới đều là lây nhiễm trong nước ở các tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này. Còn tại châu Âu thì WHO kêu gọi các cộng đồng ở châu Âu cần duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những thành tiệu đã đạt được. Ngoài 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng, còn có thêm một ca nghi nhiễm mới là nhập khẩu từ nước ngoài ở thành phố Thượng Hải cũng trong ngày 14 tháng 5, Trung Quốc đại lục có thêm 14 bệnh nhân bình phục, trong khi số ca nghiêm trọng tăng 2 ca lên 11 ca. Đáng chú ý trong ngày 14 tháng 5 có thêm 11 ca ẩn, trong đó có 2 ca từ nước ngoài đến. Hiện Trung Quốc đại lục ghi nhận 619 ca ẩn, được hiểu là những ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện mắc bệnh lẫn các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo các nước châu Âu rằng sự mệt mỏi khi áp đặt tình trạng khẩn cấp trong tình hình hiện nay sẽ làm suy yếu những thành công đã đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 tại châu lục này. Theo WHO, những thông tin về sự mất lòng tin vào chính quyền và những thuyết âm mưu đang châm ngòi cho các phong trào chống lại quy định về giãn cách xã hội. Trái lại, có nhiều người lại hành xử quá thận trọng, dẫn đến việc họ hạn chế các tương tác xã hội cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế cơ quan này kêu gọi các cộng đồng ở châu âu cần duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những thành tựu đã đạt được đồng thời yêu cầu các nhà hoạch định chính sách nên giữ sự hòa hợp lắng nghe nghiên cứu và điều chỉnh các biện pháp phù hợp